2. Tôi xin phép giới thiệu, tôi là Đoàn Minh Khánh. Tôi sẽ đại diện nhà phân phối Hương Nguyên nói lên cho các anh chị các cái điểm thay đổi như là nâng cấp của dòng sản phẩm Mitsubishi 2022 ngày hôm nay. Như các anh chị đã biết thì Mitsubishi Xpander được ra mắt hiện tại thị trường Việt Nam năm là 2018. Đến nay đã có hơn 60.000 khách hàng đã lựa chọn và tin dùng dòng sản phẩm Xpander. Với sự thành công của các phiên bản tiền nhiệm thì nhà máy Mitsubishi muốn mang lại cái sự hài lòng và tin cậy của khách hàng hơn. Vì thế, Mitsubishi đã ra mắt dòng sản phẩm mới Xpander 2022 với những nâng cấp về ngoại thất, nội thất cũng như khả năng vận hành vượt trội hơn. Thì Khánh xin phép là người sẽ giới thiệu các anh chị về các điểm nâng cấp này. Về phần đầu tiên đó là phần rồi về phần đầu tiên về cái thay đổi đó là phần ngoại thất. Với phần ngoại thất của Xpander 2022 được thiết kế hoàn toàn mới. Với phần đầu xe như các anh chị đã thấy ở đây sẽ có 3 điểm thay đổi chính của phần đầu xe. Thứ nhất, phần mặt ga lăng đã được thiết kế to hơn, rộng hơn và đặt ngay trung tâm của đầu xe, giúp cho cái chiếc Xpander 2022 mang cái khuynh hướng của một chiếc SUV. Rồi đến phần thiết kế của phần đèn ban ngày cũng như là đèn định vị cũng đã được thiết kế mới và có cái sự sắc nét hơn. Ngoài ra cái vị trí mà đặt đèn chiếu sáng phía trước cũng rẻ theo cái